Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Lộc lại tiếp tục quay video mọi người. Thì hôm nay Lộc quay lại cái hành trình đi sửa xe. Tại vì ngày hôm qua Lộc mới vừa bị gặp tai nạn mọi người. Do là cái chiếc xe ở trước nó bóp kèn ở đường quốc lộ ở ngoài Phụ Cát á mọi người. Thì Lộc đang ở trên đường Sài Gòn về. Thì cái ông xe trước ông bóp kèn làm mấy con bò nó nhảy ra đường á. Rồi Lộc thắng đâu có kịp đâu. Rồi Lộc bị lái que. Mà lúc Lộc cũng chạy chậm nữa mọi người. Nên là cái đầu của con bò nó ủi vô trong đây nè. Rồi con bò nó bỏ chạy rồi mọi người. Đây nó bữa đây nè. Thì Lộc gọi lên bảo hiểm á. Thì người ta duyệt rồi. Thì hôm nay Lộc lên Lộc sửa lại cái này. Rồi dưới Lộc lên Vinh Dương Lộc sơn lại cái này luôn. Nè nó bị chạy nè mọi người. Có gì sơn lại ăn Tết luôn cũng được. Chứ mình đi nay cũng phải mình đi cũng 7-8 tháng trời rồi. Dưới xe Lộc đi cũng mọi người biết bao nhiêu cây không? Gần 17.000 cây rồi nha mọi người. Nè dưới Lộc sửa thêm một cái nữa mọi người. Quay vô đây cho mọi người thấy. Đây nè. Ý là cái xe của Lộc. Xe của Lộc là đợt trước á. Đợt trước là lúc mà Lộc mới mua xe á. Lộc không biết mọi người. Nên là thằng sale nó hướng dẫn Lộc là dán cái trần 5D. Thì trước khi lấy xe thì nó lấy xe Lộc nó đi dán luôn. Thì dán sau một tháng á. Thì nó bị chóc ra. Rồi Lộc bắt đền cái thằng sale là đền lại Lộc cái trần khác. Thì nó đền lại cái trần dây lộn nè mọi người. Nhưng mà bây giờ nó cũng bị hở ra nè mọi người thấy không? Nè. Mấy cái góc đều bị hở hết rồi mọi người. Nhìn nè. Nhìn nè nó muốn lột ra luôn rồi nè mọi người. Đó thấy không? Mấy cái góc nó bị nhiều lắm. Nên là nay Lộc sẽ vô Lộc thay cái trần rin luôn mọi người. Do lúc đầu mình không biết á. Mình dán lên cái trần rin nó hư luôn cái trần rin đi. Còn bây giờ mình đi cái trần này lột dán hai lần rồi mà nó còn bung ra rồi thôi chứ làm cái gì. Nên là Lộc quyết định là Lộc thay luôn cái trần luôn nha, mới luôn nha mọi người. Lấy cái trần rin bỏ lên lại luôn. Thì Lộc đặt cái trần rồi mọi người. Thì thôi bây giờ Lộc sẽ đi vô đó và là quay lại cái hành trình sửa xe cho mọi người xem và coi thử bao nhiêu tiền nha. Thì Lộc mới vừa làm bảo hiểm xong mọi người. Bây giờ thì mấy ông anh ông bây giờ ông lột cái trần ra. Lột cái trần ra rồi cỡ buổi chiều là có hàng thì lắp vô nha mọi người. Thì bây giờ đang lột cái trần nè. Cái trần này thấy gì chứ hồi bữa lột ra dán vô hai lần nó bị bở rồi nha mọi người. Thì mọi người còn nhớ cái tiệm ở đây không? Cái tiệm đây là được cái đợt hôm bữa mà Lộc bắt cái màn hình Eliview á mọi người. Cái màn hình đây nè. Đây bữa Lộc bắt cái màn hình này cũng ở tiệm này luôn nè. Đó bây giờ đang cậy ra nè. Đó, quay vô cho mọi người xem. Mình có nên dán cái trần cái miếng bọc nhựa không?
cái đó bọc vô nó cũng nó xấu hơn đúng không? Nó xấu hơn. Cứ để trần riêng vậy đây nó có dơ thì mình vệ sinh nó dễ hơn. À. Giờ lọc chuẩn bị lọc mấy cái này nữa nè mọi người. Thì cái này á, cái này với cái này á là một vụ nha mọi người. Một vụ thì nó 500.000. Đó thì mà nói chung là cái này mình không biết giá bao nhiêu. Nó có 10 triệu hay 5 triệu. Thì mình cũng chỉ bỏ 500.000 thôi tại vì mình đã mua bảo hiểm rồi. Thì cái chiếc xe của lọc là 697 triệu. Thì bảo hiểm mà lúc lọc mua hình như là 6 triệu mấy á mọi người. Thì cái xe này người ta mới ấy đó mọi người, xe này hình như là 1 tỷ 1 nè. Hãng VinFast, nhìn thấy nó mạnh mẽ hơn. Quay hai chiếc xe cho mọi người xem, quay đây nè. Nè, mọi người nhìn vô đây nè. Cái màn hình nó to gớm không? Đúng là tiền nào của đó thiệt. Cái chiếc của Lộc nó thua chiếc này hình như là B trăm triệu rồi mọi người. Nên nhìn là cái chiếc xe này nhìn nó mỏng manh hơn, chiếc xe của Lộc nhìn nó mỏng manh hơn chiếc này. Mấy giờ có ta? Chắc 7-8 giờ. À. Ờ. Bà chị đây là chủ nha mọi người, chủ ở đây. Cuối cùng xe Lộc cũng làm xong rồi nha mọi người. Đây, mọi người nhìn đã không? Thì lúc đầu mà trước khi chạy vô mình nhìn nó chán lắm mọi người, nhưng bây giờ thấy nó rất là ngon lành rồi. Thì nói chung đi chiếc xe mà nhìn nó chán mình cũng buồn lắm mọi người, nhưng mà dù sao cũng đã sửa lại hết rồi. Thì vợ Lộc mới vừa vô để đưa tiền, tại vì lúc mà Lộc vô đây Lộc không có cầm tiền. Cái lúc hình như Lộc vô đây hình như là 2 giờ mấy á mọi người. Còn mọi người xem nè, 12 giờ mấy rồi nha mọi người. Mà do là ông anh ông đặt cái trần á dưới cái miếng này nè, là tới 10 giờ tới nó mới có. Mà do là Lộc có công việc, Lộc muốn làm cho xong trong một ngày á, nên là ông anh ông ráng ông làm buổi tối giùm cho Lộc luôn. Đó thì bây giờ Lộc sẽ review Lộc để làm những cái gì trên xe cho mọi người xem nha. Thì đầu tiên là Lộc làm cái này nè, cái phim hả anh, cái dán phim hả,
À, cái dán phin này thì Lộc làm, Lộc dán bên này là không có dán nè. Quay quay cho mọi người xem nè. Cái cửa trước là không có dán. Hai bên về cái này thì Lộc cũng không có dán luôn. Đỡ mình đi mình nhìn cho nó rõ nha mọi người. Còn Lộc làm thì chỉ có cái này. Vòng tròn que ở sau cũng dán luôn. Là cho nói chung là mình đi cho nó đỡ nắng. Đó. Rồi quay vô đây cho mọi người xem cái trần. Nè em quay đây sau đây nè. Đây mọi người. Lần lượt bật điện lên cho mọi người xem. Đây cái trần, đây là cái trần rin nè mọi người. Mọi người nhìn đây, thấy thấy nó đẹp không? Đó. Nói chung là lúc đầu mình không biết nên mình dán cái trần này trần kia lột ra tới 4-5 lần luôn. Nói chung cái trần cũ của Lộc để đưa xuống đưa lên 4 lần luôn anh nha mọi người. Chứ không phải ít đâu. Bây giờ mình dán cái trần đây mình cảm thấy rất là sướng luôn nha mọi người. Thấy nó rin lại rồi, nói chung là Lộc không có bọc ni lông. Tại vì bọc ni lông sợ nó ý là nó xấu. Người ta đi chạy dịch vụ đồ người ta bọc ni lông đồ cho nó sạch. Còn mình đi gia đình chắc mình cũng không có làm gì dơ đâu. Quay ra sau cho mọi người xem nè. Đó mọi người nhìn đi. Cái trần rin thì nó đẹp hơn. Cái hôm bữa là Lộc cái trần da lộn nha mọi người. Cái hôm bữa là trần da lộn, còn đây là trần rin nè. Thì cái trần này á ở trong hãng á người ta nó 83 triệu luôn nha mọi người. Còn ở đây thì có 9 triệu thôi nha mọi người. Đó, thì tiền có gì Lộc cho Thơm ông anh. Thì ông báo Lộc có 9 triệu thôi nhưng mà tiền xe đồ này kia nữa nên là Lộc đưa Thơm cho ông anh nữa cũng được. Thì Lộc có làm Thơm cái trần nữa nha mọi người. Lộc dán cái lớp trần ở dưới cái trần này nè. Thì nó đỡ mưa đồ nó kêu nhỏ lại. Chứ hôm bữa Lộc đi trời mưa nó kêu rất là to luôn. Đó giống như là cái máy to nhẹ của mình vậy. Còn bây giờ nó rất là kêu nó khó. Giống như là đặc vậy nha mọi người. Giờ mưa xuống chắc nó sẽ kêu rất là nhỏ luôn nha mọi người. Đó thì tổng cộng là Lộc làm lốt dán trần cho nó đỡ kêu. Rồi một cái trần với dán phin. Rồi dưới cái này bởi giờ hồi bữa tung bò bỡ đó. Rồi còn gì nữa không ta? Sơn dưới sơn cái này nữa. Sơn cái ngay tôi có cái đèn nữa nha mọi người. Thì tổng cộng là 12.600.000. Thì cái trần ông anh tính có 9 triệu. Thì nói chung là tiền công chuyển đồ này kia nữa thôi thì Lộc được gửi ông anh thêm 1 triệu nữa. Chứ trong hãng thì nó cũng cao hơn mọi người. Thôi thì tổng cộng là 13.600.000 nha. Thì hồi nãy ông mua cà phê đồ nữa. Mà ông cho luôn mọi người. Rồi ông tặng cho chai dầu thơm trong đây nữa nè. Thì thôi em cảm ơn anh nhiều nha. Làm từ 2 giờ mấy tới bây giờ mọi người. Thì bây giờ là 12 giờ mấy rồi, 12 giờ mấy đêm rồi. Thôi cảm ơn anh nha. Thì nói chung là ở đây á là auto kẹt Tấn Đạt nha mọi người. Thì ở đường Tây Sơn á thì nói chung là cái này Lộc thấy ông anh ông làm nhiệt tình nên là Lộc nói cho mọi người ai xe đồ có bị gì thì tới làm hay là làm đồ chơi đồ làm. Cái này là Lộc không phải là quảng cáo cho ông anh đâu. Cái này là Lộc thấy ông anh làm nhiệt tình cho Lộc nên là Lộc quay Lộc bờ rờ dòng ống luôn. Thôi còn bây giờ thì Lộc về nha mọi người. Thôi cảm ơn anh nhiều nha, hai anh nha. Thôi bây giờ ngủ nghỉ đi. Rồi. Thôi bây giờ Lộc về nha mọi người. Thôi hẹn mọi người video sau nha. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Lộc nha mọi người. Bye bye mọi người nha.